Khi Út nấu mì mà gặp trai thẳng kiểu. Út ơi, Út đang làm gì vậy? Út đang nấu một đang mì. Mì gì rồi? Và đang nấu Út. Đây nè, đây nè, để anh nấu cho anh em. Ủa lộn, anh nấu cho anh em mà anh ăn mày luôn. Để Út chó cho đi. Trời ơi, trời trời. Cái gì vậy? Để Út thật ra phải không? Để Út ăn anh mặn đi. Anh vậy. Anh thằng ơi, anh để... mày cũng ăn mày mà bé cũng ăn anh. Để anh mặn Út ăn đi. Anh để anh mặn Út ăn. Anh để anh mặn Út ăn đi. Út mặn cho anh nằm đi, có lộn. Anh nằm đi. Trời ơi. Trời ơi, anh nằm. Anh để anh làm cho. Không, anh làm đi. Thôi. Thôi để anh làm ăn cho chứ ăn hồi chứ mệt à. Để Út, để Út, để Út. Để Út ăn cho anh mần. Không? Để anh mần để Út ngồi. Út ngồi, anh để anh ngồi. Anh hiểu không? Tại vì mà anh Út qua. Phượng. Út Phượng. Út Phượng cái mạng phải không? Thằng ngủ Út Phượng. Út Phượng đó mày ngủ quan đúng không? Có bao nhiêu đó mà nói gì xà lơ hoài luôn mà tao ăn rồi ăn em nữa. Anh nói đi, anh nói đi. Anh nói đi là bây giờ là anh ăn em hay là không phải. Anh nói đi, anh ăn cái anh ăn cái mì. Không, anh ăn mì, anh ăn mì, anh đúng ăn rồi. Mì mà Phượng nấu. Mà Phượng nấu. Ừ. Bây giờ để em ăn mì Phượng. Đây nè xả. Đây nè, để tí xả nè. Để Út, để Út xả, để Út xong lên cho anh xong lên Covid Út. Xả, để vô. Để xả mà nằm vô đi, để Út xăng xăng xả xăng vô. Cái gì vậy trời? Này có mì, để mì vô. Không hiểu luôn á, thì không hiểu. Xé mì để vô, rồi bắt cái nồi nước lên được không? Để, thì anh nằm đó đi, ô lộn anh ngồi lên đầu cái lộn. Anh trời trời. Gì ốp? Anh xề nó đi. Ủa anh dẹp luôn đi. Mở cái trời nó. Tao quỳ tao lại, mày tao nhận mày mày. Rồi của tao lại, mày mày bước cùng giùm tao đi ha. Thôi để anh làm chốt ăn luôn đi cho nó lẹ đi. Làm sao vậy? Anh nằm đó, sau đó bắt đầu mình đổ cái tô vô cái chén, lộn đổ cái tô vô cái gói mì này. Đổ cái mì vô cái bột niêm. Bột niêm xong cho mày. Ừ. Công công an bắt có lộn công an bắt không công công giật nợ hay gì vậy? Đâu có. Thức ăn cho thức ăn công gì thức ăn? Công thức. Công thức nó mày. Công ơi, đúng rồi, đúng rồi. Để Út xịt nè, Út xịt vô phục nè. Út để nè, Út xịt vô nè, Út kêu Út vào. Rồi bắt cái nồi nước lên để vô nấu ăn thôi mà sao mà. Không. Ủa gì chứ để gì nữa? Không. Anh lết trong sạc ở lộn. Anh ngồi lên đầu em đi ở lộn. Anh ngồi trong nó đi để Út mà xú vô trong đây cho máng. Út xú vô máng cho anh. Bữa nay chắc tới công chuyện luôn. Ủa ăn mì. Trời. Nói chuyện với mày chưa em mày, nói chuyện với mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận. Tao rất là hối hận vô cùng. Nói chuyện với mày. Đó, biết ra mà nói cái gì trời. Trái đầu Phượng trời. Trái nhà của Phượng rồi anh. Phượng phun nước miếng vô. Phượng làm gì? Cái gì nè? Cái gì? Công thức gì mà làm cái gì? Bắt nước lên để nước sôi. Bật lửa lên để nước sôi. Rồi trộn vô mì ăn. Sao anh nói cái gì vậy? Phượng để Phượng nấu cho Phượng ăn với Phượng đưa công an vô cái công để nói cho kêu công tên lộn kêu kéo công thức chèn làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Ăn chưa? Bực mình nó à. Chưa có soi sao để đầu Phượng được? Nó chưa có trái nhà Phượng nó chưa có đổ lên, nó chưa đổ lên. Chừng nào mà nó nổ lên rồi thì mình mới nổ cái đầu Phượng ra. Không phải. Bà phố nội ơi. Mới hả? Ai trái đầu Phượng. Bay ơi, bay ơi. Nó có trái lựu đạn bay ơi, nó bay có ơi. Bay ơi. Lé không? Ông nó cố có ơi. Ông cố. Ăn ngon. Không nên nói
không nói không với nói chích ép lộn nó không nên lời nói gì vậy cái gì ấy Yeah.